Hello mọi người, hôm nay là ngày 5 tháng 4 và đã được sau 4 ngày kể từ ngày nhà nước ban hành cái lệnh cấm di chuyển ở các cái tỉnh này với tỉnh kia rồi, xã này xã kia đó, huyện này huyện kia rồi, nói chung ở chỗ nào thì ở riêng chỗ đấy đấy. Thì những ngày gần đây thì nói chung là mình cũng khá là rảnh, cho nên là cũng nghĩ ra các cái chiêu trò để quay cái video cho mọi người coi cho nó bớt buồn trong cái dịp vừa đang dịch mà lại vừa đang rảnh như thế này. Nói chung là rất là rảnh rỗi luôn, tại vì hàng hóa dạo này thì sẽ không gửi được lung tung các nơi nữa, chỉ gửi được một số các cái nơi gần thôi, cho nên là các bạn hết sức là thông cảm cho mình cũng như là cho cái tình hình chung, sức khỏe chung của cộng đồng. Bởi vậy nên là khoan qua cái dịp này đã rồi mình sẽ làm hàng và gửi lại cho các bạn nhé. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ không quay nhiều cây dâu mà mình chỉ quay khoảng một cây dâu thôi. Và mình thấy ở đầu vườn này của mình có một cái cây dâu rất là tốt. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này, hoa ra lớp 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 này. Chính vì ở cái khu vực này á, mình quay bếp với lại là nhiều khi quên không tắt nước kịp á, thì cái lượng nước nó có thể là hơi nhiều. Bởi vậy nên hoa nó sẽ không đậu được nhiều cho lắm. Nếu mà các bạn muốn trồng để lấy hoa, lấy quả mà loại đẹp á, thì mình khuyên thực sự là các bạn nên trồng theo cái kiểu như là hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì ở đây nếu mà chúng ta có một cái bụi dâu tốt như thế này thì chúng ta nên làm gì? Đó. Nên làm gì để chăm sóc nó, để cho nó được lâu, để cho nó được dài, để cho nó sống với chúng ta được lâu nhất có thể, để cho nó cho chúng ta những cái lứa quả ngon ngọt cũng như là chất lượng tốt, quả to rồi thì là nói chung là chất lượng nó hết sức là tuyệt vời. Thì chúng ta phải làm cái gì để giúp đỡ nó? Thì ngoài việc tưới nước này, bón phân này, rồi tiếp theo là phải đến cái công đoạn là tỉa lá rồi tỉa ngọn. Tỉa lá thì mọi người cũng đã biết rồi, nhưng mà tỉa ngọn thì mình nghĩ là một số người cũng chưa hình dung ra được cái thành phần, cái kiểu tỉa ngọn nó như thế nào. Thì vì một trong những cái bụi dâu tây thì nó rất là tốt, thì nó sẽ có rất là nhiều ngọn nha mọi người. Đó, mình có thể quay góc này. Góc này là rất là nhiều ngọn và mỗi ngọn nó đảm nhận một cái mầm hoa. Đó. Mỗi ngọn nó đảm nhận một cái mầm hoa, y như là mọi người trồng cái cây gì nhỉ? Một số cái loại cây ăn quả như cây mận, cây đồ, cây bưởi đồ đó, thì mỗi cái cành ra là nó sẽ có những cái hoa nó ra trên những cái cành đó. Thì cái dâu tây này, mỗi cái ngọn có nghĩa là nó tương ứng với một cái cành, thì nó sẽ ra hoa ở cái nơi cành đó và nó đảm nhận cái lượng hoa ở cái cành của nó là như thế. Thì cái gốc thì là gốc của chung, cũng có một số dâu tây thì có một số thì nó ăn riêng, có nghĩa là gốc bên này nó ăn rễ bên này, gốc bên kia ăn rễ bên kia. Thì nếu mà để đảm bảo được cái cây dâu tây của mình á, nó sinh trưởng và phát triển một cách dai dẳng á, thì thứ nhất là mọi người nên để lại một cái số lượng hoa nhất định trên cây thôi. Đó, mình cũng đã nói ở rất là nhiều các cái video rồi, những cái chùm hoa nào mình các bạn nghĩ là nó đẹp nhất thì mình để, còn những cái chùm hoa nào nó xấu thì mình bỏ đi. Đó, như chùm hoa này mình đánh giá nó là xấu này, thứ nhất là quả rất là bé, thứ hai là nó bị móp méo này, do thời tiết các thứ rồi nó không đậu bông đậu đồ đó thì mình bỏ, còn những cái chùm hoa nào đẹp hơn thì mình để lại, hoặc nhỏ hơn xíu thì mình để lại đó, để duy trì được cái mức độ ổn định của cây dâu, nó không có bị mất sức quá. Đó. Cộng với việc đó là mình sẽ bón phân. Đây, thì trong cái giai đoạn ra hoa này, ngoài việc cho phân hóa học á, thì mình còn phải bón thêm các cái phân vi sinh như thế này nữa. Nó vì phân vi sinh và phân hữu cơ như thế này nữa. Các bạn bón ra tán như thế này nha. Những cái cành này thì nó có quả rồi thì mình nó cũng hư mất rồi, cho nên mình bỏ này. Các bạn nhìn thấy này. Tại vì ở đây mình trồng chủ yếu là để lấy giống cho mọi người thôi, chứ còn trái thì mình sử dụng rất là ít, cho nên là mọi người cũng hy vọng mọi người đừng có thấy tiếc khi mà mình vặt. Đó, mọi người thấy không? Mỗi cái cây dâu tây mình bón phân như thế. Cái phân như thế này là mình đã phơi ở ngoài môi trường được vài ngày rồi, 5-7 ngày một tuần rồi mình mới tiến hành mình bón, thì cái cây dâu tây của mình nó sẽ không bị làm sao cả nha mọi người. Chứ còn mọi người khui bao ra bón luôn là rất là nguy hiểm. Đây là cái đất sơ dừa này. À đâu, đây là cái đất chi bát chứ nhầm. Đó là mình phơi được vài ngày rồi đó. Bây giờ các bạn trồng thì nó sẽ rất là ok, không bị làm sao cả. Chứ các mọi người về khui bao ra trồng rất là hay bị chết, bởi vì trong thành phần của nó vẫn đang còn có phân bón hóa học, cho nên là mình trồng vô nó sẽ không được
ok cho cái cây dâu của mình đâu. Đó. Như những cây dâu này mình làm như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái lượng quả của nó ra rất là liên tục, cũng như là cái cây của nó vẫn giữ được cái mức độ khỏe khoắn. Thứ ba là nó sẽ nuôi vừa phải ngọn thôi. Ở đây mình nuôi khoảng 4-5 ngọn thôi là vẫn là hơi nhiều đó mọi người. Nếu mà chuẩn của nó chỉ cần nuôi khoảng 3 ngọn, cái 4 ngọn là vừa thôi, còn nhiều hơn thì mình nên bỏ đi. Đó. Các bạn thấy không? Những cái bụi dâu nào tốt quá mình đừng có nhìn mà mình đắc ý. Tại vì nếu mà nó tốt mà mình không biết chăm thì trong một cái thời gian tới thì nó sẽ rất là dễ bị suy cây, bị suy kiệt. Tại vì bất cứ những cái cây gì cũng vậy, sau cái khoảng thời gian ra hoa bao giờ cũng là cái khoảng thời gian mà cây nó cần phục hồi nhất. Nhưng mà cái cây giống Nhật Hana này là nó ra hoa liên tục, cho nên là mình phải thường xuyên tỉa lá cho nó và giảm bớt cái gọi như là cái trọng tải, cái khả năng gánh vác quả của cái cây ấy, cho nó tốt thì mình sẽ duy trì được cái cây dâu của mình cực kỳ lâu. Còn có những bạn thì trồng thì rất là tốt lúc ban đầu, nhưng mà chỉ được lúc ban đầu thôi, khoảng thời gian lứa thứ trái thứ hai, lứa trái thứ ba đến là cái cây dâu của mình nó như là muốn thay cây luôn rồi, chứ nó không còn bền vững được nữa. Chính vì thế là có những người trồng dâu được rất là lâu, nhưng có những người trồng đi rồi lại phải trồng lại ngay sau đó, có nghĩa người ta chỉ ăn được 1-2 lứa quả là thôi, là cái cây dâu đó là nó như muốn là chết rồi. Đấy, thì đây là để lại những cái quả xanh như thế này thôi thì là rất là ok. Cộng thêm đó mình sẽ bón phân thêm ở cái khu vực phía dưới này như thế này nữa, đó là cái cây dâu của mình nó sẽ rất là được lâu đấy mọi người nhé. Đây là mình giới thiệu cho mọi người cũng như là nói để cho mọi người hiểu. Cũng có nhiều người biết về những cái phương pháp này rồi, nhưng mà về mình muốn nói chung cho tất cả mọi người biết, nên là hy vọng là mọi người là có thể xem và tham khảo được những cái vấn đề này. Đó. Đó, mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu ấy chưa? Với lại đây mình cũng lưu ý thêm nha. Lưu ý thêm. Đây là hai cây dâu giống Nhật này, một bên là Nhật cao này. Cái này Nhật cao này. Cái quả nó tròn hơn này. Nó không được to nhưng mà nó tròn. Đó. Còn đây bên này là Nhật Hana. Nhật Hana nó khác Nhật cao nha mọi người. Đây quả Nhật cao này. Đó, còn bên này Nhật Hana này, nó như thế này. Đấy. Thì mọi người tỉa lá tỉa ngọn thì mọi người phải chú ý một cái nữa là đó, những cái mầm thối như thế này này, những cái bị hư rồi là mọi người phải tách rời nó ra luôn. Sau đó là mọi người phải bồi thêm đất vô cái chỗ này. Đó, cái chỗ đầu này này. Đó. Để cho làm sao để cho cái cây dâu của mình nó không có bị trơ cái rễ ra. Nó không có bị trơ cái rễ ở dưới cái thân này nó ra, thì trơ rễ ra nó sẽ rất là mau tàn. Cứ mỗi lần mọi người tỉa lá là mọi người lại vun thêm một ít đất vào để cho cái cây dâu của mình nó nhìn nó như là tơ á, như là mới mọc ra, chứ nó không phải là nó lâu đời rồi, như là cây dừa nó cứ bị cái bẹ nó lên dần á. Đó, mọi người thấy không? Là nó sẽ rất là được lâu. Ok, cái video này mình chỉ giới thiệu ngắn như vậy thôi cho một số các bạn trồng dâu mà nó được có những cái năm tháng trồng dâu rồi và có những cây dâu rồi, thì mình đi hướng xử lý của mình đối với những cây dâu tốt, cây dâu khỏe làm sao để cho nó duy trì được thời gian sống lâu nhất bên cạnh mình. À, mình xin kết thúc cái video và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe trong cái thời gian dịch sắp tới. Rồi khi nào mà hết dịch ấy, thì mình sẽ làm hàng gửi cho mọi người. Bây giờ mình vẫn gửi hàng ở Sài Gòn, Long An, Tây Ninh rồi mấy nơi gần gần khu vực Sài Gòn thôi, chứ gửi xa quá mình cũng chưa gửi được. Mọi người thông cảm với mình nhé.